nhan sắc nam em tục dốc, tiếc cho vẻ đẹp thần tiên tỷ tỷ lúc còn độc thân. Người hâm mộ luôn nhung nhớ thời điểm nam em xinh đẹp và độc thân. Thời gian gần đây, nam em liên tục trở thành cái tên gây bão mạng xã hội với những khoảnh khắc ba chấm cùng loạt phát ngôn gây tranh cãi trên sóng livestream. Sau loạt tẩy chay, chỉ trích ồ ạt từ công chúng, nam em đã cùng bạn trai Bùi Hữu Cường bỏ phố về quê tìm kiếm sự chữa lành. Song, nàng hậu vẫn chăm chỉ tổ chức livestream đều đặn mỗi ngày. Tuy nhiên, lần này điều cư dân mạng quan tâm lại không phải những phát ngôn gây sốc, mà là nhan sắc ngày càng tụt dốc của nam em. Có thể thấy, từ ngày cùng bạn trai về quê, nuôi cá và trồng thêm rau, nàng hậu có lẽ vì lao động quá lực nên ngoại hình ngày càng tiêu tụy, thậm chí còn ốm hơn trước rất nhiều. Trên mạng xã hội, người đẹp gốc Tiền Giang thường xuất hiện với lối ăn mặc xuê xòa. Đến cả đầu tóc, nam em vẫn không thể gọn gàng và chỉnh chu hơn, dù cho bản thân biết rằng cái răng cái tóc là gốc con người. Gương mặt trắng bệnh, bờ môi nhợt nhạt là những gì mà khán giả nhìn thấy ở nam em hiện tại. Tuy nhiên, không phải với ánh nhìn hả dạ mà đó là nỗi xót xa cho một vẻ đẹp từng được xem như thần tiên tỷ tỷ. Bên cạnh nhan sắc, người hâm mộ còn đặc biệt quan tâm đến tinh thần nam em khi lên sóng livestream với diện mạo mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ và cách nói chuyện như người say. Chưa dừng lại ở đó, hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 thỉnh thoảng có những hành động như múa vỏ, đập nón bảo hiểm khiến khán giả lo lắng cho tình trạng tinh thần của người đẹp. Nhìn hình ảnh nam em từ ngày cùng bạn trai bỏ phố về quê, người hâm mộ rất xót xa và mong nhớ những tháng ngày cô nàng còn hoạt động showbiz với trạng thái độc thân. Thời điểm đó, nhan sắc nam em như một viên ngọc sáng giữa làng giải trí Việt. Bởi vẻ đẹp ngọt ngào, ngây thơ và trong sáng. Ở mỗi sự kiện hay sân khấu mà người đẹp tham dự đều nhận về rất nhiều lời khen ngợi từ cánh báo chí và khán giả. Thậm chí, cô nàng diễm lệ đến mức được ví như phiên bản của Hoa hậu Việt Nam 2012, Đặng Thu Thảo. Nhan sắc của người đẹp 9X cũng được công nhận thông qua cuộc thi quốc tế Miss Out 2016, khi dừng chân ở top 8 chung cuộc. Lúc bấy giờ, nam em cực kỳ chín muồi với vẻ đẹp quyến rũ và trưởng thành hơn. Đến mức, dù nam em đứng cạnh với bất kỳ mỹ nhân VBIX nào đều khó lòng bị lép vế. Nhìn vào nam em trước kia và nhìn vào nam em của hiện tại, khán giả giờ đây chỉ còn biết tiếc nuối cho một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, từng làm chao đảo biết bao người. Người hâm mộ cũng mong rằng Bùi Hữu Cường sẽ tận tâm chăm sóc đóa hoa của mình tốt hơn. Đừng đó nó phải héo mòn theo thời gian và đừng để nó quên rằng bản thân từng có khoảng thời gian rực rỡ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.